Được rồi, hè có thể có một hè nào đấy đưa sang chơi, giờ thì chuẩn bị vào học rồi. Bởi vì con mình trước đây cũng sinh ở bên Angola mà. Lôi bảo từng người thôi, không phải ai cũng bảo đâu. Chú Quý, chú Linh thì lôi cũng dám bảo đâu. Ừ, nhìn sự vẫn thế. Chưa, hồi nãy anh mới chạy đến Thanh Hóa nửa đường này, được nửa đường nhá, chạy được nửa đường á. Nói chung lâu không về Việt Nam rồi, đi đến đâu Nam Hoàng đưa đi đến đâu là biết đến đấy thôi chứ. Đường xá đẹp. Đường đẹp, đường Việt Nam đẹp lắm. Giờ chạy cao tốc nhanh còn trăm trăm hai, nhưng mà chạy xe thì phải ở Angola kìa. Nhưng mình chạy xe bên Việt Nam mà khó chịu lắm. Ok, thả hiện lương nha, hôm sau ra hành tình chơi nha. Trở về mình hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi mình về. Rồi, chắc ôm con gái. Đường này ở bên Angola là 178 rồi. Ừ, đúng rồi, 200 rồi này. Đi bên quý thì ui chà chà. Chạy một ga đấu số ấy. Cho đấy. Đấy, anh bảo lên lệch lan à? Cái nó cầm biển bảo theo cái vạch đấy như này. Đúng không? Ok, Lê Hằng nha. Cảm ơn nha. Rồi không biết tăng được cân hay không, như về Hà Nội cái 3 ngày trước có tí cơm nào, toàn bún phở ăn cái gì Diễn Nguyễn với Nam Hoàng nữa đi ăn. Mới về còn đẹp ăn đồ nướng như đầu tiên ăn đồ nướng cua trời cua. Về cái mà sáng bún này, trưa bún này, chiều bún này, tối phở này, riêng cà phê trà đá là một ngày chục lần. Ui giời ơi. Ok Vũ nhá, và mai 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 vào cắt tóc luôn nhá. Đây, với Hà Nội mà có cắt tóc đâu, để với kia anh vào trong phủ cắt đấy, trong đối diện công an xã phủ. Anh về 1 tháng sáng tuần ạ, mùng 2 tháng 9 cố gắng nhá, lấy cúp về cho thủ đô nhá. Đáng lẽ mình chuẩn bị hai dịch đại hua bu rồi. Anh Hoa bảo hai là hoàn vé đi em. Hả? Thôi hai là em hoàn vé đi. Giờ em về chứ. Có liên đảng ấy. Càng lên gần đi ai đá đó. Con lên phần đá. Đi bảo đá được. Chào Nguyễn Khánh Huyền nha, về đến qua Thanh Hóa đó, vừa đến Thanh Hóa, địa phận Thanh Hóa. Là mày có gia đình không? Mình thì về chỉ có chơi với con với mẹ thôi chứ không có làm gì to lớn đâu, về thăm gia đình bình thường à. Về gặp người thân là vui rồi. Ăn uống quan trọng chứ bố. Mình có bên món nước. Có thì cũng ăn, 20 thì vẫn ăn. 20 thì đi thôi. 20 đi ăn thì vẫn đi thôi. Mình có lòng thì mình lại có buồn phải không? Chân đau ở chân đau thì sao được. Chán này.
đâu thì luôn đang nghe bảo năm nay mạnh lắm. Nhưng mà mệt anh trai chứ. Nên chạy anh con trai là phải dằn liên tục. Chầm không quên chừng. Lụt gáo thôi đấy. Lại mất mấy củ. Đà Nẵng chào chị Mỹ Liên nha. Ở bên Angola mình là chuyên tài xế về đây là đàng hoàng, chuyên tài xế từ Hà Nội, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đấy. Vì mình đàng hoàng mình chủ bằng đấy mình chủ. Vì là đàng hoàng ở Việt Nam là tài xế nhiều mọi người. Đi quen. Về đấy là đi tối bánh trái, nhiệt tình mọi người. Đi ăn đi uống, đi về quê. Là mình được cái là rất nhanh. Vì anh em ở cùng quê nhau luôn, cùng ở Kỳ Anh, nên là mình tránh thủ đảm bảo rồi anh đợi ăn hai ngày nữa để chuyển về luôn. Thế mình chuyển quý về tầm một tháng nữa em mình lấy ra nội để bảo việc tham quan về được ngay thôi. Chào đoàn Thành Vân nhá, anh về Hà Tĩnh rồi, anh đi về Hà Tĩnh cái đó. À, có hai đội thôi à, anh tưởng có đội Luanda mà. Bây giờ ở Việt Nam nắng lắm. Ở Việt Nam giờ về đấy ngồi trong xe thì còn mát. Cái này mà ra ngoài chơi là nóng lắm đấy. Ok, cảm ơn Việt Trí Nguyễn nha. Hôm sau ra Hà Nội. Ra nồi gặp mọi người, giờ mình phải về quê rồi đó, phải về gặp con, gặp gia đình rồi đó. Hà Nội nắng lắm, Hà Nội nó nóng, giờ không biết về đến Hà Tĩnh rất cũng nóng đấy. Cảm ơn Nguyễn Hiền nhá. Cầu hòa bình. Quay. Đó đây là. Tưởng cái đóng gái đóng đâu em, cái gái toàn nói chả thật đấy. Gái đâu đóng. À lỗi một chút, chúc quý vị đóng gái nhá. Nói là chúc quý với đông gái. Nhưng mà còn nói thiếu dấu chứ rõ. Chào Bạc Tú Lương nha. Chào Đức Khóa. Đấy, đang chạy 120 xuống 70 này. Cái này có bán không? Có chứ. Chạy bằng chỉ dần thôi chứ. Hiện tại là cái đường này là nó chưa có cái bản bằng tốc độ, chưa có nên là mình đường này là chỉ có tối đa là 90 thôi, tối thiểu là 60, không mất tiền nên là mình bán được cái bản. Anh đang về rồi mọi người, đang về đến Thanh Hóa rồi, có ăn nem chua không để mua về. Tháng 11 lôi có về theo anh không lôi chắc chưa về được mọi người. Chưa đến Cô Phủ, mà đến Thanh Hóa. Chào Nguyễn Thu Phương, Đức Thọ, Hà Tĩnh chào Đức Thọ, Kỳ Anh chào Đức Thọ. Chào Phạm Ngọc Trinh nha. Cảm ơn ông Tú nha. Voi em đó là em ở voi á.
Cái phòng. Cái phòng. Cái